Bạn có biết bộ phim Năm Mỹ nổi tiếng của Trung Quốc, trong đấy có hai nhân vật là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không ạ? Có. Có. Quá. Phim ấy là Thượng Ẩn. Hãy cho biết thủ tướng chính phủ của Việt Nam hiện tại là ai? Cái gì nhỉ? Là bà Nguyễn Thị Loan. Chắc là không biết. Hỏng rồi. Thủ tướng không nhớ. Cái gì nhỉ? Không biết, em quên rồi. Hãy kể tên ba huấn luyện viên trong mùa The Face năm nay của Việt Nam. Dạ, Hoàng Thùy. Hoàng Thùy. Có Hoàng Thùy. Minh Tú. Lan Khuê. Hoàng Thùy. Lan Khuê. Thứ hai là Minh Tú và thứ ba là Hoàng Thùy ạ. Giám khảo nam duy nhất trong mùa Việt Nam Next Top OTA năm nay. Nam Trung. Phải nấu với Thịnh rồi. Có Nam Trung. Nam Trung ạ. Rồi Nam Trung. Hot của chương trình Việt Nam Next Top Model năm nay là ai? Là cô Trương Ngọc Ảnh. Ok. Chủ tịch nước của Việt Nam hiện tại là ai? Không rõ. Ok. Cái gì nhỉ? Em không biết ạ. Chủ tịch nước Việt Nam là ai? Nguyễn Xuân Phúc ạ. Rồi. Chủ tịch nước Việt Nam là ai? Mình biết nhưng mà mình không nhớ tên lắm bởi vì mình cũng không hay xem thời sự ấy ạ. Chủ tịch nước Việt Nam là ai? Chắc là không biết. Chủ tịch nước Việt Nam là ai? Em không biết. Rồi. Hình như là Lê Tiến Dũng. Lê Tiến Dũng. Rồi. Là ai ạ? Là ai? Là ai? Là em không biết. Chủ tịch nước Việt Nam là ai? Chị không nhớ. Bạn hãy cho biết chủ tịch nước của Việt Nam là ai? Không biết ạ. Không. Hãy cho biết thủ tướng chính phủ của Việt Nam hiện tại là ai? Cái gì nhỉ? Hỏng rồi. Thủ tướng không nhớ. Cái gì nhỉ? Không biết, em quên rồi. Thủ tướng chính phủ Việt Nam là ai? Em không biết ạ. Rồi ok, cảm ơn em rất nhiều. Nguyễn Xuân Phúc ạ. Nguyễn Xuân Phúc. Ok, cảm ơn rất nhiều. Rồi, hãy cho tớ biết thủ tướng chính phủ của Việt Nam hiện tại là ai? Nguyễn Tân Dũng. Ok. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Tài đúng không? Không nào nhỉ? Nhưng quên mất rồi. Ok. Ok, cảm ơn rất nhiều. Em không biết, em cứ trả lời cho con là em không biết. Thế thôi. Bạn hãy cho biết thủ tướng chính phủ Việt Nam là ai? Em không biết đâu ạ. Rồi ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn có biết thủ tướng chính phủ Việt Nam là ai không? Là bà Nguyễn Thị Loan à? Loan. Mình cũng. Rồi ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Là ai nhỉ? Không nhớ đâu. Ok, cảm ơn chị. Chị Nga đúng không? Không biết. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Ôi, chào cháu, bọn chú đến từ
chuyên mục Trend Zone của Ship TV. Cháu giới thiệu một chút về bản thân mình nhé. À, cháu là Phạm Hoàng Anh, học sinh lớp 8A3 trường Trung học cơ sở Mai Dịch ạ. Rồi ok. Cháu có biết là chủ tịch nước Việt Nam hiện tại là ai không? Là Trần Đại Quang ạ. Rồi. À, thế thủ tướng chính phủ Việt Nam hiện tại là ai? Là Nguyễn Xuân Phúc ạ. Yeah! CTV xin chào. Qua video vừa rồi, chúng tớ chỉ muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn rằng trong cuộc sống các bạn chỉ cần biết những gì các bạn cần, còn những thứ khác thì đừng quan tâm. Và thách bác chủ tịch nước biết phim tự gửi là phim gì đấy? Em bác à? Không.